đến với Ngọc Thạch Thảo thì quý khách sẽ được chiêm ngưỡng rất là nhiều những cái bộ sưu tập độc đáo. Trong đó tôi muốn giới thiệu đến tất cả mọi người một cái bộ sưu tập mà tôi đã dày công ghi dựng và rất quý mến nó. Đó là bộ sưu tập gỗ quá thạch. Đây là một cái bộ sưu tập thông thường ở Việt Nam thì chúng ta chỉ thấy được những cái loại gỗ quá thạch. Nó như là một cái màu sắc thật của cây gỗ, chỉ khác nhau là nó quá thành đá. Tuy nhiên tôi muốn giới thiệu đây là một cái bộ gỗ quá thạch, nhưng với chuyên môn của chúng tôi thì tôi là gọi là gỗ quá ngọc. Vì những cái loại cây gỗ này nó rất là đặc biệt và ở Việt Nam mình rất hiếm có, hoặc nếu có thì chất lượng nó không được như thế này. Nguồn gốc của cái bộ sưu tập này đa phần là ở Myanmar. Và khi mà chúng tôi tìm được mang về đây, và những người thợ họ đã dày công, họ trau chuốt để cho ra những cái chất liệu thật của gỗ quá ngọc, như màu sắc là các bạn đã nhìn thấy đây, rất đa dạng. Và những cái loại gỗ quá ngọc này chúng ta vẫn có thể làm trang sức để đeo được, vì cái chất liệu của nó rất là tốt, đặc biệt màu sắc đẹp, độ cứng cao